Binh đoàn Thọc Sâu quân đoàn 2 do sư đoàn 304 và lữ đoàn xe tăng 203 đảm nhiệm đã vượt cầu xa lộ Đồng Nai, đánh tan quân địch ngăn chặn, thần tốc tiến về Dinh Độc Lập vào 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chiếc xe tăng 390 thuộc đại đội 4, tiểu đoàn 1, lữ đoàn 203, binh chủng tăng thiết giáp đã húc đổ cánh cổng chính cổng Dinh Độc Lập, bắt sống toàn bộ chính phủ Trung ương Sài Gòn. Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Tôi, Đại tướng Dương Văn Minh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn, xin tuyên bố đầu hàng vô điều kiện quân giải phóng. Lá cờ xanh đỏ sao vàng của mặt trận giải phóng miền Nam tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, tiếng loa phát thanh từ đài công cộng vang lên bản tin hùng hồn của đài phát thanh tiếng nói Việt Nam thông báo. Đúng 11 giờ 30 phút, quân ta tiến vào Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập, Bộ Tổng Tham mưu Ngụy Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng hấp hối tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Việt Nam.